Mà chúng ta học xong bài mới nhé. Một bài nó hơi khác các bài trước một chút. Như vậy chúng ta các bài trước chúng ta đã học được khá nhiều của kiến thức rồi đấy. Chúng ta đã học về cách tạo biến nhớ này, cách tạo ra các nhân vật này, chúng ta có thể vẽ nhân vật này. Chúng ta học cái cách chúng ta có thể thu âm cho nhân vật này. Rồi là cách các lệnh cảm biến rất quan trọng, cảm biến. Rồi là cái lệnh tương tác giữa người máy, người và máy, nhưng mà có thể ra câu hỏi, ra các bài tập kiểm tra chẳng hạn, để người dùng làm bài, để chúng ta mô phỏng các cái bài học ở trên máy tính. Rồi chúng ta học đến cái phần là rất quan trọng là thông điệp giữa người này và nhân vật này và nhân vật kia. Nó là một cái kênh để cho các nhân vật có thể hoạt động rất là nhịp nhàng, rất là khớp với nhau. Đó. Thì đó là những cái kiến thức của hôm trước. Hôm nay chúng ta học xong một cái nhánh khác một chút, hơi khác một chút, nhưng mà cũng rất quan trọng đấy, và rất là hay. Đó là chúng ta học sang các cái lệnh mà cho phép nhân vật để nó vẽ được trên màn hình. Chúng ta học sang cái lệnh vẽ nhé, vẽ màn hình. Thì nó vẽ như thế nào? Đó, hôm nay là cái buổi chúng ta sẽ học cách chúng ta vẽ một bông hoa chẳng hạn, vẽ vẽ một cái hình vuông, vẽ một cái hình tròn, vân vân, vẽ cái hình mà các bạn mong muốn. Và các bạn có thể từ cái bài tập này, từ cái buổi hôm nay đấy, chúng ta có thể tự cho mình vẽ cho mình rất nhiều hình ảnh rất đẹp ở trên màn hình. Và thông thường trong tất cả các kỳ thi tin học, học sinh giỏi về tin học ấy, là bao giờ cũng có một cái bài học, một cái bài tập về vẽ hình rất là hay. Rồi chúng ta vẽ nhé. Thì vẽ là như sau này. Thì cái bản Scratch cũ thì nó có ngay các cái lệnh vẽ ở đây. Còn cái bản Scratch mới này thì nó đã ẩn đi. Thì chúng ta muốn vẽ, chúng ta phải hiện lại. Hiện nhà mở gì? Hiện lại cái lệnh đó nhé. Thì chúng ta làm sao này. Các bạn bấm vào nút này này, ở dưới này nhé. Nút này nút chúng ta có thể bổ sung thêm các lệnh. Thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào đây. Và đây chúng ta thấy có chữ pen không? Đây là chính là cái lệnh mà tạo ra cái để vẽ được. Ta bấm vào đây nhé. Đó. Thì ở đây có thêm một cái nút lệnh, tức là nút pen. Và đây lệnh là lệnh vẽ này. Đó, là lệnh để vẽ ra, để có tác dụng là vẽ trên màn hình nhé. Rồi thế bây giờ thầy của các bạn ta thử làm, ta mô tả xem vẽ là như nào nhé. Thế như này thôi. Chúng ta có thể mô tả các vật chuyển động. Chúng ta vào lệnh là đây, chúng ta vào những cái lệnh motion. Chúng ta có thể dùng lệnh như là di chuyển phía trước là 100 bước chẳng hạn. Này, chạy thử nhé. Đó, mèo chạy phía trước là 100 bước. 100 bước. Đấy. Ví dụ chúng ta có thể mô tả con mèo nó chạy xung quanh cái màn hình như sau này. Ví dụ nhé. Đây. Chúng ta làm lại cái lệnh đơn giản thôi là cho mèo nó sẽ chạy xung quanh màn hình. Chúng ta có lệnh xuống đây. Chúng ta cho nó chạy cho nó xoay là 4 vòng. Nó xoay là 4 lần đúng không? Và cho nó chạy về phía trước là hiện là 100 bước, hiện là 150 bước đi nhá. Spot ở đây nhá. Và đến cuối nó sẽ xoay bên trái là 90 độ. Đó. Ta cho nó một cái lệnh cho nó ngừng lại đây rồi ta quan sát nhá, dừng lại đây này. Đó. Chạy thử nhá. Ta thấy là mèo nó chạy này. Ví dụ thôi bằng bài tôi biết rồi mà. Đấy, mèo chạy. Rồi, thế thì lệnh vẽ là cái gì? À là như này đây. Bây giờ chúng ta vào cái pen và tôi sẽ mô tả thêm một thằng bạn cái lệnh vẽ là gì. Tức là ở trong Scratch nó có một cái lệnh cho phép là khi con vật chuyển động ấy là nó sẽ vẽ ra đi đâu nó vẽ tới đó. Lúc nào con vật nó là cái bút luôn. Đấy. Thì chúng ta có một lệnh là lệnh pen down. Cái lệnh pen down là cái lệnh để ta gọi lệnh hạ bút. Khi chúng ta hạ bút thì con vật chuyển động tới đâu nó sẽ vẽ hình tới đó. Đó, các bạn hiểu rõ chưa nhỉ? Và lệnh thứ hai là lệnh là pen up, là nâng bút. Đó, thì nâng bút thì không vẽ nữa. Thì bình thường là chúng ta đang chế độ luôn chế độ là nâng bút, là con vật nó đi chuyển bình thường là không vẽ gì cả. Mà thiếu là đây này. Đấy, vật tự chuyển động nhá. Và nó chuyển động bình thường thôi, không có gì cả. Thế bây giờ muốn cho nó vẽ được ấy, thì chúng ta phải ra cái lệnh là pen down. Tôi đưa vào đây này.
Đó, đưa vào trước khi vào chuyển động. Và chúng ta thử chạy chạy thử nhé. Đó, mà thấy không nào? Khi vào chuyển động là nó sẽ vẽ ra. Nó vẽ đi tới đâu là nó vẽ tới đó. Đó, thì đó chính là cái chế độ vẽ của Scratch nhé. Như vậy thì nhắc lại nhé, là khi con vật chuyển động trên màn hình thì nó không vẽ, nhưng nếu chúng ta ra cái lệnh là pen down là hạ bút thì con vật nó vẽ, khi ta nâng bút thì nó không vẽ nữa, được chưa? Giờ chúng ta có lệnh nữa, chúng ta chú ý lệnh này, đây là cái lệnh là xóa xóa màn hình đi, xóa nó vẽ này, cái bấm lên xóa này, họ xóa đi, thì chúng ta thường là cái lệnh vẽ chúng ta đưa lên đầu, họ lên đầu là như vậy, ta khi ta đây ta vẽ nhất này này, đó vẽ 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 vẽ, được chưa? Rồi thì đó là cái bài đầu tiên chúng ta học là cách chúng ta điều khiển là vẽ. Như vậy nhắc lại là khi vẽ là gì, là cái lệnh chúng ta cho cái nhân vật của chúng ta di chuyển trên màn hình, và di chuyển tới đâu thì vẽ tới đó bằng cái gì, bằng chức năng là hạ cái bút xuống nhé, hạ bút xuống thì nó sẽ đi đâu nó vẽ tới đó, khi nâng lên là nó không không vẽ nữa. Thì bình thường là mọi nhân vật đều chế độ là nâng bút lên, khi chúng ta hạ bút xuống là nó sẽ vẽ. Rồi thế đây là bài đầu tiên nhé, thầy sẽ ghi lại với cái mà ghi lại với cái bài là bài 1 của buổi hôm nay. Hôm nay chúng ta là bài tập bài là buổi số 7 đúng không nhỉ, buổi số 7 đúng không? Đó, hôm nay là cái bài bài đầu tiên đúng không? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp là nó vẽ ở đâu, xuất hình sao con nó vẽ ở đâu, nó vẽ ở đâu nào đó, thì chúng ta chú ý nhé. Thế bây giờ để cho ta hiểu nó vẽ, nó vật nó vẽ như nào thì ta hiểu một chút nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải dùng hình, ta thay cái hình con mèo bằng hình khác đi, chúng ta new một cái chương trình mới và chúng ta đưa vào chương trình cái nhân vật khác, không phải con mèo mà chúng ta đưa vào màn hình cái nhân vật là cái bút vẽ đi, chúng ta tra cái từ là pen thì nó là cái bút vẽ ngay đó. Được rồi, và bây giờ ta xóa những con mèo đấy nhé, và hôm nay chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với cái bút này, bút này thì cái bút là vẽ mà. Thì bây giờ thầy sẽ mô tả lại cái lệnh nhà vẽ của chúng ta nhé. Đây bây giờ thầy sẽ làm lại lệnh lệnh và ta sẽ quan sát là cái bút nó vẽ như thế nào, chúng ta quan sát nhé. Đây chúng ta cho nó lặp là 4 lần như hôm trước, là 4 lần đấy, tôi nói 4 lần nhé. Mỗi lần như vậy chúng ta cho cái nó chuyển động về phía trước là 100 120 bước đi. Sau đó là nó quay trái 90 độ. Lại bây giờ cái lệnh đây đã từng biết rồi thì ta đơn giản 90 độ nhé, 90. Rồi. Nó đâu mất rồi, nhưng cái này nó ở đâu nhỉ? Chúng ta đầu tiên chúng ta cho nó chui nó vào, cho nó vào YouTube là không không đi, hại hại nó vào đây này nhé. Rồi thì bây giờ đầu tiên mình sẽ cho nó đấy, quay 90 độ nhé. Rồi thì chúng ta thử này, bây giờ chúng ta cho nó đây, chúng ta cho nó vào cái lệnh, chúng ta pen này, chúng ta gọi cái lệnh là pen down, pen down nhé. Trước khi vẽ chúng ta cho lệnh là xóa màn hình, và khi vẽ xong chúng ta cho pen up, được chưa? Rồi chạy thử lại này. Đấy, nó nhanh quá, mình nó cho một lệnh lên trời một tí cho nó dễ nhìn nhé. Chúng ta cho nó chờ là 0.1 giây, cho vào đây nào, ra thử chạy xem nào. Được, vẫn nhanh thôi, mà thấy là nó vẽ đây là nó chờ hẳn 1 giây đi, xem nó vẽ như nào. Đấy, có thế không nào, nó vẽ nó không đúng như cả là cái, thông thường là bút vẽ là nó phải đầu nó vẽ ở đây đúng không, mà nó vẽ ở đây nhưng mà Thầy là sai thầy đó. phải đặt tâm ạ, Bây giờ chúng thầy ta phải làm lại là nhân vật cứ luôn vẽ từ tâm của nó, bây giờ muốn cho cái bút này vẽ từ đây chúng ta phải tâm. tâm về đây nhé. Thì các bạn làm như sau, các bạn vào vào costume và các bạn nó phải sửa cái này, thay đổi vị trí này thành tâm nó vào vào điểm này, cái sửa như sau, chúng ta bấm vào đây này, chúng ta bôi đen cái chọn cái hình này và chúng ta di chuyển. Ồ, nó lệch từ đúng nhé, chúng ta vào chọn cả cái hình đó, chúng ta di chuyển và chúng ta
chuyển cái đầu của bút tiếp vào đây này, đây tâm này, đây đây chính là vị trí tâm của kia. Các bạn thấy có cái hình sọc không nào, có cái hình có cái có cái hình, hai cái đường dọc ngang giao nhau đấy, đầu chính là tâm của cái hình tâm của nhân vật. Thả đây ra đó, thì bây giờ tâm vào đây rồi này đó nhé, để chúng ta vẽ lại này, chúng ta chuyển đây nhé, chúng ta vẽ lại này, quan sát này nhé. Đấy, biết thấy chưa, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta thấy là bút vẽ đã được vẽ đúng rồi, tâm vào đúng của đầu bút vẽ rồi. Đó. Như vậy các bạn thêm một chú ý nữa nhé, là nhân vật di chuyển là vẽ như vẽ ở đâu? Vẽ tại tâm của mình. Mỗi nhân vật là có cái tâm, tâm là ở đâu? Tâm chính là cái vị trí trên màn hình ứng với cái tâm và với cái điểm giữa của mình này. Đây chính là tâm của nhân vật, chính là tâm của màn hình chúng ta vẽ đấy. Đây chính là tâm của nhân vật. Thì cái bút, cái bất cứ một cái vật gì nó di chuyển mà ở chế độ vẽ là nó vẽ tại tâm của mình nhé. Đó, rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ, đây là bài số 2 nhé, bài số 2 chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ, bài này chúng ta sẽ, chúng ta ghi lại thành bài số 2 đi. Bài số 2 hôm nay nhé, bài B2. Và bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm một vài tính năng. Để chúng ta vào pen và chúng ta, đó, mà chúng ta thấy có thêm một lệnh khác sau đây này. Cũng có lệnh là đặt màu cho bút. Đấy, bút vẽ đặt màu. Nếu tôi muốn không vẽ màu này mà thầy muốn vẽ màu xanh, ta bấm vào đây và ta chọn cái màu xanh, ta chọn màu xanh như thế này. Đó nhá. Và lệnh thứ hai cái quan trọng là cái lệnh này. Lệnh là set pen size, có hai lệnh quan trọng. Lệnh này là lệnh đặt cái độ rộng của bút vẽ. Bút vẽ mặc định là một là rất là mảnh. Bây giờ chúng ta có thể bấm cái sửa thành số 3 chẳng hạn. Thế rời đây một chút. Bây giờ chúng ta đưa cái này vào đầu và đưa lên trên cùng này. Đưa nó vào đây này, đưa nó vào đây là cái lệnh là đặt màu cho bút vẽ và đặt kích thước cho bút vẽ. Nhớ lại có hai lệnh nhé, đặt màu là lệnh set pen color to, lệnh thứ hai là lệnh là đặt kích thước cho bút vẽ là set pen size to nhá. Đó, chạy thử nào. Đấy, các bạn thấy là màu xanh như nào, động và động hơn chưa. Đó, bây giờ thầy muốn làm màu đỏ, bấm vào đây chọn màu đỏ, bấm vào đây. Đấy, màu đỏ như này, bây giờ thử nhé, màu đỏ chưa? Đấy, như vậy ta thấy, tao đã chọn màu rồi cho bút, chọn màu cho bút và chọn được nét bút to hay nhỏ, nhé. Đấy, như vậy là lệnh erase on là lệnh xóa này, lệnh pen down là lệnh hạ bút này, pen up là lệnh nâng bút này, lệnh set pen color to là cái lệnh đặt màu cho bút, và đây là cái lệnh set pen size to là cái lệnh đặt kích thước cho bút, được chưa? Họ mà chúng ta lại có thêm một cái lệnh nữa ở đây, bài này là cái bài số 3, chúng ta lưu lại để mai ghi chúng ta nhớ nhé, bài số 3, được chưa? Rồi, khi mà vẽ thì thậm chí chúng ta có thể ẩn bút đi được, vẫn vẽ được. Bây giờ thầy ẩn nhé, bây giờ vào cái lúc rồi thầy ẩn bút đi. Nhiều trường hợp ấy, chúng ta nhìn ta vẽ phức tạp ấy, ta có bút để nhìn rất là họ quan sát thì chúng ta ẩn đi vẫn vẽ được như bình thường. Ẩn bút nhá, chạy thử đây. Đó, vẫn vẽ như bình thường, được chưa? Không ảnh hưởng gì cả. Ta có thể bỏ là cái lệnh quay nhìn đi rất nhanh này. Đó, rất nhanh. Bây giờ tăng cái này lên, tăng cái độ dài lên là 150 chẳng hạn, chạy thử nhá. Đấy, được chưa? Vẫn vẽ được như bình thường. Đó, thì như vậy là chúng ta chú ý là có thể ẩn cái hình đi nhé, ẩn đi thì mà là vẫn vẽ được nhé. Thì chúng ta lại ghi lại cái bài này thành bài số B4 nhé. Rồi, con đã hiểu chưa? Như vậy là xong một vài cái bước quan trọng ban đầu, chúng ta đã học được một vài cái lệnh rất quan trọng. Ban đầu là học cách chúng ta vẽ cái hình. Bây giờ bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút này nhé. Thì đây là cái lệnh, cái đoạn lệnh này này là cái đoạn lệnh là chúng ta vẽ một cái hình vuông ta học vừa học xong. Thì bây giờ chúng ta có thể tách ra để cho dễ nhìn nhận đây, để riêng như thế này nhé. Thậm chí có thể sâu lên để dễ nhìn. Đó, đây nhé, đây là cái lệnh mà để vẽ hình vuông. Bây giờ thầy đặt cái chế độ cho nó là luôn luôn nó là pen down dễ nhìn nhé. Để ngoài đây thì thầy dễ làm việc. Để ở đây là một này, để cái pen up lên thì dễ quan sát này, thì để cái erase này ở cái lệnh này, xóa nhé. Đây
chuyện được. Phần nào đó, thầy phần nào đó, phần nào đấy. Rồi, được chưa? Như vậy là chạy lặp 4 lần, 4 lần của một hình, của một hình vuông đúng không? Chạy độ dài là cho trước. Độ dài trước, độ dài cạnh của cái hình vuông này. Còn đây là cái góc, nhân góc này. Thì các bạn có để quan sát không? Tức là cái nhân vật là nó là cạnh của hình vuông mà nó là di chuyển về phía bên trái này, về bên phải này, quay lên này, xong quay xuống này. Như vậy nó quay vừa vặn quay 4 lần quay, mỗi lần quay là 90 độ. Như vậy tổng cộng lần quay là bao nhiêu? Tổng cộng số lần quay là tổng cộng khi mà quay hết một vòng ấy là quay là 360 độ. Đó. Như vậy cái số này này, cái số này chính là bằng là 360 chia cho 4. Đó, thì chúng ta tìm được quy luật nhé. Để chúng ta thay cái này bằng, chúng ta thay cái 90 này bằng như sau, bằng cái chúng ta vào cái operator, chúng ta chọn cái này ra, chọn cái phép chia này ra, phép chia ra nhé. Và chúng ta đưa vào đây và chúng ta để ở đây là chọn là 360 độ chia cho 4. Ta được công thức tổng quát để có thể vẽ được những cái hình khác. Bây giờ làm thử nhé. Đây vẫn là hình, vẽ hình, vẽ hình thành vuông. Bây giờ thầy mới sửa nhá. Thầy sửa chúng ta thành thành số 3. Vào đây hình 3. Chị thử nào. Đấy. Thầy thấy chưa xóa. Bây giờ thầy vẽ để thầy xóa nhé. Xóa đấy. Đấy, nhưng mà thầy vẽ được tam giác đều. Thầy có nào? Tam giác đều này. Nhưng mà đây là 3 này. Đây là 360 chia cho 3 này. Thầy tam giác đều. Bây giờ thầy sửa chúng ta thành 5 này. Thành 5 này. Ở đây thành 5 này. Thầy thử nhé. Nó là hình gì? Nó là hình ngũ giác đều. Đó, thấy chưa nào? Đó, thầy tổng quát nhé. Bây giờ thầy tạo ra một cái biến nhớ có tên là N. Biến nhớ có tên là N. N nhé. N. Đó, N. Bây giờ thầy đặt N là một số bất kỳ. Đặt N. Đặt là 4 chẳng hạn. Đặt nó ở đây. Đó. Và bây giờ thầy đặt là cái repeat này. Đặt là repeat N lần. Đó. Chạy phía trước từ này bước và khi quay trái là 360 chia cho mấy, chia cho N tổng quát luôn, kéo cái này ra. Đó, thì bây giờ ở chỗ này này chính là công thức để bây giờ thầy đưa cái này vào thành ra một cái bài toán tổng quát để có thể vẽ được cái hình đa giác đều bất kỳ nhá. Vẽ đường 4 này thành vuông. Bây giờ sửa cái này với đường 3 này. Sửa này. Tam giác đều. Thầy sửa cái này thành 5 này. 5. Sửa nhá. Đấy, ngũ giác đều. Bây giờ sửa cái này thành 6. 6. 6. Lục giác đều chưa? Thầy lục giác đều. Bây giờ sửa thành 7. Thành 7. 7. 7 thì nó sẽ to quá nếu mà thầy sẽ phải thầy để cái nhỏ em 9, 7 để đây thầy 100 thôi. 100. Được chưa? Đó. Thì đây chính là cái, còn nhớ nhá, thầy nhớ cái này, đây chính là công thức. Đây là chính là cái cách chúng ta vẽ một hình đa giác đều bất kỳ, xuất phát từ vị trí bắt đầu nào đó. Bắt đầu là nó quay về phía bên quay về bên phải, quay 90 độ về bên phải. Và đây là cái lệnh nó quay n lần, nó quay mỗi lần nó quay n lần, mỗi lần quay là 360 độ chia cho n. Và quay đúng 360 độ, quay n vòng thì là nó vẽ được đúng hình đa giác đều với độ dài là cho trước ở đây này. Đó. Thì đây là cái lệnh tổng quát để vẽ hình đa giác đều. Coi có thấy hay chưa nào? Nhé, người ta ghi cái này lại. Thành bài số B5 chúng ta nhớ nhé. B5 là cái bài là vẽ hình đa giác đều tổng quát luôn. Cho n bất kỳ. Thầy cho n bằng 10 nhé. Khi chúng ta cho cái hình nó càng lớn ấy, càng nhiều cạnh ấy, thì cái độ dài ta lại nhỏ đi, có để to quá nó vượt quá ra ngoài màn hình. Khi mà cái bút vẽ nó ra ngoài màn hình ấy là nó không vẽ được nữa, là nó bị mắc ở đấy mà không vẽ được, cho nên mọi thứ vẽ chúng ta phải căn chỉnh sao cho nó vẽ trong màn hình thôi. Mình của chúng ta là chiều rộng là 480 và chiều cao là 360 thôi, đừng để nó vẽ qua khỏi màn hình, rất là khó. Người ta sửa cho thành là 70 nhé. Vẽ từ cái 10 này. Đó, đây chính là hình
thập giác đều đúng không? Đó, có thể tăng lên nữa. Bạn thấy không nào? Rất là hay. Còn tính toán với lại n cho trước thì độ ra cạnh là bao nhiêu để nó khỏi vượt qua màn hình, thì đó là bài toán khó. Bài toán này là bài toán của môn toán rồi. Và cái môn này là môn toán, này là cái môn toán cấp 2, cấp 1 các con chưa làm, chưa học đến, mà con ước lượng thôi. À, như vậy là với n là n bằng 10 thì độ dài cạnh là 70 là vẫn được. Bây giờ ta thử lên độ dài 100 được xem nó có được không nhé. 100 này. Ta làm mò thôi. Chúng ta chưa học sâu được về bài toán học. Chúng ta làm mò thôi nhé. Đấy, hơi bị vượt quá rồi chưa? Hơi vượt quá rồi đấy. Hiểu dính này thì may ra vừa. Đó. Còn phải tùy vào cái vị trí của bút nữa cơ. Đấy. Được chưa nào? Đó thì chúng ta nhớ nhé. Nhưng mà đây là cái chúng ta nhớ đây là công thức để mà tính một cái đa giác đều. Bây giờ thầy làm rất hay này. Bây giờ cái bài toán này này, bây giờ thầy mới tăng cái số n lên không phải là 10, tăng hẳn lên 50 đi. Ta quan sát cái gì ta tăng hẳn lên 50 nhá, 50. Và đây chúng ta bé lại để ta để 5 thôi. Chưa? Đây là vẽ hình, đây là vẽ hình là đa giác đều 50 cạnh. Đúng không nào? 50 cạnh. 50 cạnh, mỗi chiều dài một cạnh là 5 bước thôi. Thầy thử nhá. Ôi cô có thấy gì lạ không? Nào ai quay kiến thế nào? Có thấy lạ không nào? Nó giống hình tròn nhưng mà tròn nó không phải là hình tròn. Đúng rồi, nó rất giống hình tròn. Và đây chính là cách chúng ta vẽ hình tròn. Nó luôn là thế nhá. Đây chính là cách chúng ta vẽ hình tròn. Tức là ở trong Scratch nó không có cái lệnh vẽ hình tròn, nhưng chúng ta có thể vẽ một hình đa giác với đa giác đều với số cạnh rất lớn, 50 chẳng hạn, thì nó ra hình tròn luôn. Nhưng mà đây chính là cái lệnh mà chúng ta đây này, đây chính là cái lệnh chúng ta vẽ hình tròn. Con đã hiểu chưa? Và với nhiệm vụ hình tròn như này thì là chiều dài 5 là vừa. Bây giờ thầy thử để cái đây xuống còn là 4 nhé. Thử xem nào. Con tưởng vẽ hình tròn là 360, bởi vì 360 là cái độ góc độ của một hình tròn như thế. Đây này, bạn 360 là ở đây này, đúng không nào? Thì mình phải repeat 360 thì là vẽ hình tròn đấy, còn gì đấy. 360 thì cũng được, nó chậm lâu thôi. Thế là 50 là đủ cho ta thấy hình tròn rồi. Thế là nó là 50 nhưng nó nhỏ quá chúng ta. Chứ là đến 360 cũng được, thì chậm thôi. 360 nhá. Vâng ạ. Được mà. Vâng ạ. 360 nó to lắm, ra ngoài mất rồi. Ủa, nó ra ngoài mất rồi, không vẽ được. 360 thì vẽ đây nó phải như thế khác, được chưa? Đó, chúng ta cũng rất là khó vẽ với 360 đó. Nó dày lệch chưa? Nhá. Bây giờ chỗ này ta phải để nhỏ thôi đi. 360 thì chỗ này là phải, chỗ này là phải bé thôi thì mới được. Để lại 360 thì chỗ này là phải để là 0.2 chẳng hạn thì mang ra nó mới được. Chậm chưa nào? Đấy. Mà không cần thiết. Không cần thiết phải để nó quá lớn. Thấy có phóng to màn hình không? Không thì ra phóng to màn hình nha. Không có to vẫn thế thôi. Vẫn thế. Nó không thấy. Như vậy là thông thường nhé. Thông thường con mà để vẽ hình. Nhưng nó đang bị khó nhìn. Nó vẫn khó nhìn nên chịu thôi. Chịu. Phóng to nó vẫn thế này. Này vẫn là vẫn thế. Vẫn là khó nhìn. Thế này. Chạy thử. Đấy. Chậm. Rất là chậm. Thấy không nào? Đó. Rất là chậm. Nên mà để hình tròn ấy thì các con chú ý nhé, chỉ vẽ là chúng ta sẽ dùng là gì, chúng ta sẽ vẽ một đa giác đều 50 cạnh là đủ rồi, chứ nhỏ hơn cũng được. 50 nhé, 50 thì ở đây là 4 là đẹp, đẹp chưa, đẹp rồi đấy. Thế là hình tròn như vậy là nhìn rất rõ rồi đúng không? Chúng ta nhỏ hơn được, có thể đây là 30 nó mới ra hình tròn. Các con chú ý chứ, trên màn hình chúng ta 30 vẫn là hình tròn. Tôi để đây, thầy để đây là 6 nhé. 6 này. Đó, vẫn là hình tròn như thường. Vẫn phóng to thử nhé. Vẫn là hình tròn, thấy không nào? Vẫn là hình tròn. Cho nên là nó chỉ là vấn đề là ta cảm giác thôi, vẫn là hình tròn. Thấy không nào? Đó, để chúng ta chú ý. Như vậy là cái lệnh vẽ hình tròn đây. Đúng không? Như sau. Đúng không? Tại vị trí bất kỳ nhé. Vị trí bất kỳ mà chúng ta đang hướng về bên phải. Thì ra nên thì là chúng ta rồi này, chúng ta vẽ đề hình tròn. Độ dài cạnh thế này là chúng ta dài cái chiều một bước đi là có thể 5-6 bước là hợp lý. Đấy, 6 rồi đây hơn 6 như vậy nhá. Với 5 này. 5 thì là như thế này.
Thực ra chính là số mình chia cho 300 đây đúng không? Để là 4 thì nó như thế này. 4 thì như thế này. Được chưa? Đó. Con đã đây hiểu chưa? Nhá, đây chính là cái lệnh. Chúng ta ghi ra với cái bài số B6 là cái bài là vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn nhé. Đó, chúng ta có những cái lệnh nhà. Rồi, thế bây giờ thầy bây giờ như này nhé, bây giờ thầy bắt đầu chúng ta học cạnh cái chúng ta bắt đầu học tiếp bài sau. Tiếp theo là chúng ta bắt đầu học lệnh vẽ một cái bông hoa ở trên màn hình. Có nhá. Vẽ một cành hoa trên màn hình nhá. Chúng ta từ một điểm chúng ta vẽ các cái đường thẳng như này, đường thẳng ra như này nhá. Bông hoa có thể là nó có thể là có 3 cánh hay là có 5 cánh. Có một người mở cam, hai người mở cam. Nhá. Ra nhá. Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu thầy cùng các bạn chúng ta sẽ mô tả cái lệnh các thao tác để chúng ta tập vẽ các cái hình hoa rất đẹp trên màn hình. Con sẽ nhìn quan sát thầy chúng ta cùng làm nhé. Cũng đơn giản thôi. Chúng ta dùng chính cái hình chính bút này nhé. Bây giờ chúng ta xóa đi, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Rồi, đây. Chúng ta vào pen, chúng ta sẽ xóa hình đi. Thì chúng ta bắt đầu từ tâm chúng ta bắt đầu từ đầu từ đây này, từ giữa nhé. Thì chúng ta đây, chúng ta làm như sau này. Bây giờ thầy sẽ vẽ trước cái cành hoa trước nhé. Bây giờ thầy sẽ bấm vào đây. Thầy sẽ cho cái đầu tiên cho cái bút nó di chuyển. Bút nó di chuyển vào cái vị trí 00 trên màn hình. 00 nhé. Và ban đầu thì nó sẽ quay sang bên phải. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ vẽ một cái các cành hoa trước. Vẽ cành nhé. Mà nó đều nhau, thầy vẽ cành một cái bông hoa mà nó có 3 cành. Nhá. Thế còn chú ý này, cái cành hoa là độ dài nó bao nhiêu chúng ta sẽ quan sát nhé. Chúng ta bấm cành hoa độ dài là 100 nhé. Chúng ta làm như sau. Từ ở đây, từ giữa màn hình chúng ta sẽ cho nhân vật bút này di chuyển về bên phải 100. Sau đó là lùi lại 100. Sau đó là quay trái một góc. Và chúng ta muốn là chúng ta có 3 cánh, 3 cành hoa thì quay một góc bằng quay một góc bằng bao nhiêu? Bằng 360 chia cho 3. Cành thứ hai ở đây đi tính ra đi lùi. Sau là xoay tiếp, cành thứ ba ở đây thì đi lùi. Nên chúng ta làm thử nhé. Đây, cho làm tổng quát luôn. Đây chúng ta cho lặp là 3 lần. 3 lần là cái hoa có 3 cánh nhá. Sau đó chúng ta sẽ cho đây, chúng ta sẽ cho cái bút đi về phía trước 100 chẳng hạn nhé. Dưới 100. Điểm 100 rồi, sau bút chúng ta sẽ lùi lại vị trí cũ, chúng ta dùng lệnh nút thứ hai và để trừ 100. Sau đó cho cái bút nó xoay bên trái một góc là 360 chia cho 3. Chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta vào cái operator chọn cái phép chia nhá. Đây, và chúng ta phép chia là 360 chia cho 3. Tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt chế độ là vẽ như sau này. Chúng ta đặt, chúng ta vào pen, ở đầu chúng ta cho lệnh là erase on nhé. Đó. Và trước khi vẽ chúng ta cho nó là pen down. Pen down ở đây. Khi vẽ xong cho pen up dưới này. Được chưa? Chúng ta chưa đặt màu vội nhé. Anh vậy thì đây là cái đoạn chúng ta vẽ 3 cành, chúng ta chạy thử này. Đó. Ồ, nó bị lệch lại từ đầu nhá. Sao nó bị lệch thế kia? Đấy, đúng rồi đấy nhá. Nó về nó đi về trước là 100 này, xong lùi lại này. Loại đây, xoay bên trái là 120 độ này. Đi lên phía trước này, xong lùi lại này. Xoay 120 độ nữa đi phía đây và lùi lại, thấy không nào? Đây chính là ta vẽ 3 cành hoa. Bây giờ thì một thầy muốn tăng lên là 5 cành, thầy sửa đi thành số 5 và bấm lên thành 5, nó ra ngay là lại 5 cành hoa. Đó, 5 cành hoa, thấy không nào? Như vậy ta có thể tổng quát bất kỳ được nhá. Tổng quát cho ta làm sau tổng quát đấy nhá. Rồi
Bây giờ thầy dừng nguyên đây, thế bây giờ thầy sẽ vẽ tiếp. Ở đồ hình hoa thầy vẽ cái hình tròn ở đây. Chúng ta nhớ lại hình tròn nhá. Chúng ta nhớ lại hình tròn nhá. Hình tròn là cái hình như này, là cái hình ta làm nãy đấy, là chúng ta nhớ lại hình tròn là hình như này, chúng ta cho nó lặp 50 50, chúng ta nhớ lại lúc nãy có nào, hình lặp là 50 đúng không, là 50, sau đó di chuyển về phía trước là 4, chúng ta nhớ lại một chút lúc nãy nhá, đây là di chuyển trước là 4 hoặc là 3 gì đó, cứ vẫn lại thầy xóa mất rồi. Sau đó là quay bên trái, quay trái một cái góc là 360 chia cho 50. Đấy, chúng ta nhớ lại cái lúc nãy. Đây. 360 chia cho 50. Đây là cái đoạn chương trình ngắn thôi nhưng mà dùng để vẽ hình tròn. Bây giờ thầy làm thử nhé. Thầy làm thử cho các bạn xem cái lệnh này, vì thầy muốn cho các bạn xem cái đây. Thầy kéo ra thầy xóa lại mình xóa này. Xóa nhé. Và thầy đặt lại chế độ là pen down vào đây nhé. Đây thử này. Ồ nó tít tít đây. Thầy thử nhé. Đây này. Đây này. Đó, thấy chưa nào? Tròn. Rồi. Thì đây chính là cái đoạn vẽ tròn. Bây giờ thầy mới đưa cái này. Đây này. Chỗ này nhá. Chỗ này sau này đây là cái chương trình để vẽ cái hình này. Đó. Đấy, được chưa? Thế bây giờ là thầy muốn là khi cái bút nó đến đây này. Nó vẽ hình tròn ở đây này. Xong rồi lùi ở đây. Đó, thì đây chỗ này này. Chúng ta sẽ đưa cái này này vào giữa hai cái hạc lệnh này. Thì nó sẽ vẽ hình tròn ngay. Ta đưa cái này vào giữa hai lệnh đó nhé, đưa vào giữa này. Đó, đưa vào giữa nhé. Như vậy là gì? Nó tiến về phía trước là 100 bước, xong vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn xong, lùi lại 100 bước, quay phía này. Đó, ta chạy thử nào. Xóa này, chạy thử nào. Thấy không nào, có thấy bắt đầu nó vẽ đề hơn, vẽ bông hoa chưa? Đó. Đấy, như vậy ta thấy hay không nào? Bây giờ thầy sửa cho thành 4 này. Đây là 4 ngay, sửa thành 4, đây là 4 này. Đấy, sẽ thử nhé. Thấy chưa? Đó. Con có thấy không nào? Và có thể là bất kỳ, có thể là 4, có thể là 5, 6 tùy, người ta lưu cái đề này nhá, ta lưu cái này lại. Thành bài số B7. Con có thể thấy con có thể hay không nào nhé. Đó. Đang học quay hỏi gì không? Bây giờ thầy hỏi các con nhé. Cái hình này cũng đẹp rồi. Nhưng mà thầy muốn là khi nó vẽ ngang như này, bông hoa muốn nó để như này cơ. Bông hoa muốn nó để nó vẽ như này này, nó vẽ tròn như này này. Đó. Thì làm thế nào? Ở đây là vì khi nó đang đi phía này nhé, cùng hướng đó là nó quay luôn là như thế này, thì nó ra chỗ này lấy chỗ lại quay này. Thì bây giờ thầy muốn là tới đây nó vẽ như này cơ, thì làm như nào nhỉ, làm thế nào để nó vẽ như này nhỉ? Ai có ý kiến nào? Bạn nào có ý kiến thì bắt thì thầy cho 10 điểm. Quay bên phải hay nào đặt lại chỗ phải ạ. ở đâu đặt ở đâu, ở cái thân như kiểu chỗ nào? Ở đây nhá. Không, cái ở trên kìa. Ở trong cái repeat 50 á. Chỗ này nhá. Quay à, vâng. Không phải. Quay ở trong rồi. Đây nhá, bác chỉ nhá. Ở đây là cái chỗ này, khi là cái chỗ này nhá, để bác bỏ cái này ra, bác tâm lên bỏ cái này ra nhá. Bỏ cái đoạn này ra này, bỏ cái này ra này, không, bỏ cả cái repeat này ra này, bác cứ đưa lại vào đây này. Đây là cái lệnh ban đầu nhá, như này này. Đó. Khi mà nó move về phía trước là 100 bước này. Tới đây đúng không nào? Xong lại lùi lại. Khi tới đây thì chúng ta đưa cái này vào. Ta đưa cái này vào. Đó. Thì nó sẽ vẽ tiếp ở đây. Vẽ tiếp như này này. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn nó vẽ như này cơ. Đó. Thì ta phải, tới đây ta phải cho bút là quay bên phải là 90 độ. Vẽ xong rồi thì nó sẽ phải quay trái 90 độ để nó trả lại vị trí này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm hai lệnh. Lệnh thứ nhất là cái lệnh ở đây nó sẽ quay bên trái 90 độ, quay bên phải, nó quay bên phải 90 độ trước khi mà nó vẽ hình. Đây, ta phải đưa nó vào đây này. Đưa nó vào sau lệnh này này. Đó.
khi nó đi nó chuyển về phía trước là 100 bước nhá, và nó quay bên phải 90 độ, sau đó vẽ hình tròn. Vẽ xong rồi nó phải quay ngược lại 90 độ để nó trả lại hướng cũ ban đầu để nó lùi về. Đó, chúng ta chú ý nhá, hơi khó một tí. Đây, nhắc lại này. Ở đây nhá, chúng ta vào thêm hai lệnh là lệnh là turn quay bên phải 90 độ. Sau khi mà nó đi ra đỉnh của cái bông hoa đó, nhá, một cạnh của bông hoa đây. Và khi quay phải 90 độ thì nó vẽ ra cái hình tròn. Vẽ xong rồi thì nó phải quay trái 90 độ để trả lại ban đầu, trả lại cái lúc quay bên phải này, và sau đó nó mới lùi lại 100 bước ở đây thì mới đúng. Ta làm thử lần này nhá. Nào. Xem đã đúng chưa nhá. Đúng chưa? Đó, giờ là đúng rồi. Hay không nào? Bây giờ ta có thể sửa đây, không phải là 4, ta để sửa lại cho ta vẽ một cái hình là 6 này, ở đây sẽ là 6 này, đây là 6 này. Đó. Hay không nào? Chum. Victor Krum. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tổng góp. Thứ nhất, chúng ta sẽ đặt kia bông hoa là bông hoa N cánh. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ có tên là N. Tạo biến nhớ tên là N đi. N cánh nhé. À đây có rồi. N đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ đặt kia biến đặt kia N của chúng ta như đặt tên là 6 chẳng hạn, hay là tùy chúng ta chọn nhé. Chúng ta đưa vào phía trước của cái này. Đó. Và bên cho N vào đây. Cho N ở chỗ này. Đấy, tổng quát nhé. Và cho N lần hai chỗ này. Kéo dưới ở chỗ này này. Đó. Thì ta được một cái bài hoàn chỉnh nhé. Hoàn chỉnh đây. Hoàn chỉnh. Vẽ vào cái hình vẽ vào cái hình bông hoa có số cánh là bất kỳ. Thì ta để đây là 7 cánh nhé. 7 cánh này. Nếu chúng ta muốn cái hình tròn nó nhỏ lại, chúng ta có thể chỉnh chút nó nhỏ lại thôi, không có gì cả nhé. Đó, 7 cánh. Bây giờ thầy muốn cho hình tròn nó bé lại thì làm nào? Ở chỗ này này. Ở đây chỗ này hình này vẽ hình tròn này. Chúng ta có thể sửa để thành 3 bước, nó sẽ nhỏ lại một tí. 3 bước, chỗ này, nó sẽ bé lại. Đẹp hơn nhé, tùy các bạn nhé. Đấy, và các bạn, như vậy từ bài này chúng ta có thể tạo ra là những cái hình khác nhau mà chúng ta có thể vẽ được rất là nhiều thứ được. Đó. Ví dụ như là thầy cho các bạn tập con về nhà làm bài là vẽ hai hình như vậy ở hai bên, hình bên này một bên. Đó, làm ra để vẽ được, chúng ta sẽ phải tạo ra cái hình như vậy nhé. Ở đây cái độ dài từ đỉnh gốc này trên chỗ này này là 100 đây. Thầy có thể chỉnh lại không phải 100 mà là một số khác. Độ dài của nó là 70 thì chẳng hạn nhé. Tùy chúng ta lựa chọn nhé. Đây thì muốn chỗ này là 70 chẳng hạn, thì đây là 70 nhé. 70 thì ở đây cũng ở chỗ này này. Ở chỗ này cũng phải là -70. Nó phải là giống nhau, nó phải đó nhé. Sẽ thử này, nó sẽ giống như vậy đó. Được chưa? À, thì như vậy chúng ta vừa mới học xong một cái lệnh là vẽ một cái bông hoa bao nhiêu cánh thì tùy ý, 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh, 8 cánh. Thì nó vẽ nhiều quá thì nó xấu thôi. Còn ở đây trên hình là 7 cánh rất đẹp nhé. Và chúng ta lưu cái bài này mà tổng quát luôn. N là tổng quát đây. Chúng ta có thể cho đây là N ở đây bằng bao nhiêu tùy ý. 7, 8, 5, 6, 4, 3, 3, 3, 3 là hết thôi. Chúng ta ghi lại nhé. Ghi lại với cái bài hôm nay là bài B8. Chúng ta làm được khá nhiều bài tập của hôm nay nhé. Đây là cái bài tập vẽ, được chưa? Có thấy không nào? Thế bây giờ thầy muốn sửa lại chỗ này không phải là vẽ hình tròn mà ở đây là vẽ hình vuông thì làm thế nào? À, thì là nó khó không? Khó hơn đấy. Cái bài tập này bây giờ thầy sẽ sửa lại nhé. Chỗ này là chúng ta không phải là hình tròn mà là hình vuông. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sửa ở đây thôi, sửa chỗ này này. Ở đây chỗ này là chỗ hình tròn này. Chúng ta sửa chỗ này đi thì là sang cho thành vuông nhé. Vuông. Thế bây giờ cho hình vuông này như thế nào? Hình vuông chẳng qua chính là chỗ này thôi, sửa chỗ này thành là repeat là 4 thôi nhé. Cạnh của nó đây rồi. Bây thầy sửa lại nhé, sửa nhanh chỗ này nhé. Chỗ này là thầy sửa lại là vậy là hình vuông. Rồi, hình vuông này. Bây giờ thầy sửa chỗ này, đây sửa chỗ này này, ở đây là chỗ này là kéo chỗ này ra, kéo này ra này.
và kéo cái chỗ này ra. Đây là cái đoạn là đoạn vẽ tròn này. Đó. Thế đưa đây vào đây. Để nhớ lại nhé. Đó, đây là đoạn vẽ tròn đây. Được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ thay thế bằng cái đoạn là vẽ hình vuông. Thầy sẽ đưa vào đây. Hình vuông như này thôi, hình vuông nó là chuyển về phía trước là 4 bước thôi, đúng không? Mà múc hình vuông là ta cũng định ta múc phía trước là bao nhiêu bước đó. Ví dụ là hình vuông có độ dài là 10 chẳng hạn. Ví dụ thế nhé. 10. Đây là 10. Mà sau đó nó quay trái là 90 độ. Thì đây chính là hình vuông này. Hình vuông nó như này thôi. Hình vuông. Đó. Nhé. Thế bây giờ thầy thử đưa cái đều vào đây cho này. Xem ra cái gì nhá, chị thử nào. Ôi, chỗ này nó bé quá, thầy bị tăng cái này, tăng cái chỗ này lên là 30 nè. Đấy, chỗ này không phải, chỗ này là cái hình lá cờ đúng không nào? Hình lá cờ cũng rất, con này cũng rất đẹp nhá. Lá cờ nhưng mà lá cờ cũng rất đẹp thôi nhá. Thế bây giờ thầy hỏi các con nhá. Thế bây giờ, mà, thôi được các bạn đẹp thầy ghi lại đã. Ghi lại cái bài này là cái bài hình bông hoa nhưng mà nó là cái lá cờ để con sẽ có thể quan sát. Thì bây giờ thầy hỏi nhá. Bây giờ thì cái lá cờ này là lá cờ nó lật lên trên, nó lật về theo ngược kim đồng hồ. Thì thầy muốn lá cờ nó quay ngược trở lại làm thế nào, nó xoay xuôi kim đồng hồ làm thế nào, sửa như nào để nó ra. Chúng ta vẽ cái lá cờ mà cái lá cờ đó là xuôi kim đồng hồ, nó xuống dưới, lá cờ nó xuống dưới thì làm như nào? Thì sửa ở đâu để trong cái hình lá cờ nó không phải ở chỗ này này, không phải ngược trên mà nó ngược xuống dưới thì làm như nào nhỉ? Ai có ý kiến nào? Sửa như nào nhỉ? Đúng rồi, cái đấy không này. Sửa cái gì? Cái sửa đây đi. Vâng. Anh thành cái gì? Thành quay phải ạ. Phải rồi, ta thử nhá, ta chuyển vào đây, ta thay cái lệnh này bằng quay phải 90 độ, chúng ta đưa cái này vào giữa đây nhé, và bỏ cái này ra, thử nhá, hoàn toàn chính xác. Nếu các bạn thấy chưa, chỉ sửa một tí thôi là nó ra cái khác hẳn ngay nhé. Được rồi, bài này cũng là bài hay, thầy ghi lại cho con lưu lại để con nhớ nhé. Như vậy có hai bài, bài B9, đây là bài B10, cái bài là cũng là như thế nhưng mà cái lá cờ là nó xuôi xuống. Rồi thế bây giờ thầy mới muốn các con sửa thêm khó hơn này. Ở đây này, ra đầu đấy nhá. Bây giờ không muốn lá cờ là hành vuông này, mà muốn là cái này nó vào giữa cơ. Lá cờ nó vào chỗ này này. Tức là tên này nó sẽ quay xuống, nó vẽ hình vuông như thế này. Đó thì làm như nào? Tới đây này nó quay phải này. Và nó vẽ một nửa cạnh vuông này. Sau đó vẽ tiếp hình vuông như này. Đó. Thì làm như nào? Thêm cái lệnh quay trái 90 độ ở dưới cái đi 70 move 70 step kia. Chỗ này này, làm ở đâu nhỉ? Ở chỗ này này đúng không? Ta sửa chỗ này này nhé. Ta sửa chỗ này, bây giờ thầy lại đưa cái này ra, thì đưa cái này ra thì thầy sửa lại cái chỗ này. Sửa chỗ này. Đó, phức tạp hơn. Cái bài toán mà vẽ cái hình vuông chỗ này là để cho nó để hình vuông nó vào, để cái này tới đây nhá, xong quay bên phải vẽ một cái đường một nửa hình vuông xong đi vẽ ở đây là hơi khó một chút nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ cho nó tiện tiện nhỉ? Quay phải, đúng không? Nha, yeah. Rồi chúng ta cùng nghĩ nó bước nó vào lần này này, đây là cái lệnh mà nó quay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào nhé? Bây giờ nhiều cách làm lắm, bài nào nhiều cách làm khác nhau nhé. Bây giờ thầy làm cho con mà cùng con làm cái bài như thế nhé. Bây giờ khi nó đến nó bước phía trước là 70 bước này, rồi thì nó sẽ quay phải 90 độ, làm thử ra làm dần nhé. Nó sẽ quay phải 90 độ trước này. Mày phải 90 độ đúng không nào? Sau đó là làm sao? Sau đó nó phải di chuyển một cái bước là bằng một nửa của cái cạnh này. Đây là 30 này. Nó bằng di chuyển một nửa của cạnh này, nó di chuyển là 15 bước, nó bước phía trước là 15 bước nhá.
sau đó làm sao, sau đó là nó quay bên trái. Ta bỏ cái này ra để quay trái nhé. Tôi vẫn để ở đây là quay trái là 90 này, 90 đúng không? Ở đây nó sẽ phải quay trái là 90 để nó bắt đầu ở đây này, nó bắt đầu lên đây là đứng ở đây, nó bắt đầu quay lên này đúng không? Thì bây giờ chúng ta đang cho nó mà chúng ta sẽ đưa cái này vào đây để nó đi đúng một vòng ra đây đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ phải trả lại chỗ này, ta trả lại chỗ này. Ở đây chúng ta phải làm sao? Ở đây chúng ta phải gì? Chúng ta phải cho nó quay đúng vào phía này mà. Chúng ta là cho nó quay trái hơi dài một tí, chúng ta nó phải quay trái là 90, cho nó trái lại cái này mà. Để quay phải đây là quay trái 90 này. Sau đó là nó move vào phía trước là 15 này. 15 hơi dài một tí, nhá. Sau đó nó sẽ quay trái 15. Sau đó nó phải quay phải. Đây là phải, ngược lại, quay phải 90. Nó sẽ phải trả lại giống như ở đây nhưng nó ngược trở lại thôi. 90. Nó trả lại giống như ở đây này. Đây là quay trái, quay phải, đây là quay trái. Thế thì phía trước 15, đây phía trước 15, đây là quay trái, đây là quay phải. Đấy, đoạn này hơi dài một tí nhé. Đoạn này này là đoạn nó phải đưa nó vào đây. Đó, chạy thử xem được không nhé. Đấy. Như vậy nó hơi phức tạp một chút, các bạn chú ý nhé. Hơi dài một tí là nó phải có ba lệnh phía trước và ba lệnh phía sau để nó trả lại. Ở giữa vẫn là hình vuông ở đây, vẫn là hình vuông ở đây. Nhưng mà có lệnh để nó trả lại đây này. Trả lại như này nhé. Đi phía trước 7770 này, nó quay trái 90, đi xuống 15 bước, xong quay, sau đó là mà quay phải 90, đi xuống 15 bước, sau đó quay trái 90 và vẽ mình vuông. Vẽ xong là nó phải quay ngược, quay trái ngược 90 độ, đi lên phía trên 15 bước, sau đó là nó quay phải 90 độ để nó trả lại trên ban đầu. Từ gốc khi mà nó bắt đầu vẽ hình vuông và nó vẫn chạy như bình thường. Đó, thì bài này là cái bài này nó phức tạp hơn một chút nhá. Con có hiểu không? Hơi khó hiểu hả, đúng không nào? Con chỉ về nhà xem kỹ lại là hiểu ngay thôi, không mà này không phải là quá khó. Chúng ta về nhà ta xem kỹ lại từ lệnh một nhá. Nó quay đi còn lại chỉ bài cái lệnh vẽ thôi mà, chúng ta chú ý nhá. Đấy. Được chưa? Thì em không tìm được cái khối pen này ạ. Cái gì cơ? Em không có cái hộp pen. Hộp gì? Hộp pen nhá. Cái phần pen này hả? Vâng. Đây bấm chỗ này này. Bấm vào đây nhé. Thì nó ra cái pen ở đây này. Ôi trời. Pen là cái nhóm lệnh là nó lệnh nằm trong nhóm lệnh là mở rộng nhá. Cái bản vâng ạ. Cái bản scat 3 này nó hơi các bản scat 2 nó nằm ngay trên màn hình dễ tìm. Cái bản scat 3 nó hơi phức tạp một chút nữa, đẩy cái phần pen ra ngoài. Thật ra là không nên, phần pen là phần rất là hay, phần vẽ rất là hay nhá. Đó. Vâng. Đã hiểu chưa? Nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ như vậy các bạn đã làm một số các cái bài tập rồi. Bây giờ chúng ta vẫn có thể là vẽ được nhiều hình khác nhau được, rất là hay nhé. Ví dụ bây giờ bài tập nhỏ nhé, bây giờ con vẽ cái hình vuông. Vẽ cái hình vuông. Được, xem lại cái phần trên ạ. Phần nào? Phần này á. Phần nào con? Phần cái này. Vâng. Đây. Cái phần đấy ạ. Ừ, xem lại đi. Được
Được rồi ạ. Ừ, được rồi đúng không? Nhé. Thì đã khá như vậy, chúng ta đã học được, vài cái lệnh là vậy, vẽ hình vuông này, vẽ hình này, đa giác đều là bất kỳ này, tam giác đều, hình vuông này, thứ là hình ngũ giác đều này, vân vân, và vẽ hình tròn. Hình tròn chẳng qua là vẽ hình đa giác đều ba bên cạnh, năm bên cạnh thế thôi, nó vẫn là bản chất, nó vẫn là hình đa giác đều. Chúng ta chú ý là trong trường hợp nào ta vẽ thành hình tròn nhé, và chúng ta như này, chúng ta kết hợp vẽ được cả hình bông hoa và các cái hình tròn, hình vuông khác nhau. Và dựa vào cái này chúng ta có thể làm một các bài tập khác nữa, khi mà chúng ta đi tham gia cái cuộc thi nào đó mà người ta bắt vẽ cái hình, những tổ hợp của hình tròn và hình vuông ấy, thì chúng ta cứ dựa vào đây chúng ta sẽ làm được hết nhé, được chưa? Nên thì sẽ có những bài khó hơn. Thế bây giờ thầy nó thêm một chút nữa nhé, bây giờ thầy quay lại vẽ cái bài hình tròn, chúng ta cùng suy ngẫm một chút nhé. Bây giờ thầy quay lại này, chúng ta vẽ hồi thầy xóa đi, thầy lại chỉ ở chỗ này nhá. Đây là cái bài mà vẽ hình tròn đây, bỏ cái này đi, nó chính là bài vẽ hình tròn nhá. Đây mình thầy đặt lại, thầy lại để cho nó tiện nhé, để đây nhá. Này ở đây này, thầy đặt cái gì nhỉ, pen nhá. Đầu tiên là phải xóa hình này, sau đó là pen down, xong ở đây là pen up. Đó, vẽ lại hình này nhé, hình tròn cho to, cho lên to lên một tí, cho lên là 10 cho nó có to, để ở chỗ này nhé, để ở đây nhé. Đó, như vậy là thật nó rồi, là ở đây hiện nay là đối với trình độ của các bạn tiểu học ấy, thì chúng ta chưa thể làm bài toán là tính được cái độ dài này là bao nhiêu thì nó phải vượt qua màn hình. Nhưng mà đối với sinh cấp 2 là học rồi đấy, thì bạn nào học sinh cấp 2 hay là giáo viên ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể dạy cho học sinh ở cấp cao hơn, là có thể điều khiển chính xác hơn thế cái quan hệ giữa cái độ dài này đấy, và cái vị trí trên màn hình. Nhưng mà cái đó phần đó là phần nâng cao rồi, không nằm trong cái chương trình của chúng ta ở đây. Với tiểu học hoàn toàn là chúng ta không cần tìm học kỹ cái đó. Nhưng mà như này, ta chú ý nhé, nhưng mà đây thầy đang để ở đây nhé, thì đang để chế độ là đang nhìn về bên phải, để từ góc đây, để nhìn góc bên phải đây này nhá, nó lên đây rồi. Nếu bây giờ thầy sửa chỗ này thành là không phải 360 mà là 180 thì đối các bạn nó ra cái gì nào, ai đoán à? Nửa cái hình tròn đó, chính xác, đây là vẽ chính là một nửa hình tròn. Ô, to quá. Thầy để cho nó lùi xuống đây, thầy cho nó lùi xuống đây, thế là 8 rồi nhé. Ô, tích trên kia. Không đây. Đó, như vậy ở đây nếu mà là 360 thì nó là một hình tròn là đúng nghĩa. Còn là 180 thì là một nửa hình tròn, có thế không nào? Nhưng chúng ta vẫn có thể vẽ được hình tròn. Nhưng mà đây chúng ta để là 90 thì ra cái gì? Thầy vẽ hình ngôi sao này không hả thầy? Ủa, ngôi sao thì từ đã, ngôi sao vẽ được, nhưng ngôi sao là phải tính toán góc của nó. Khó đấy, nhưng mà vẫn làm được thôi. Nha, bây giờ... Thầy cần câu hỏi gì thì cứ hỏi nha. Cứ hỏi đi. Bây giờ 90 ra cái gì? 90 thì ra là 1/4 vòng tròn. Ghi ở trong phần tin nhắn. Kéo ông đây nhá. Đó. Đấy, thì là một... Chỗ này là 90 thì là 1/4 vòng tròn. Chỗ này mà là 180. Cho nên là 180 thì là một nửa vòng tròn. Đúng không? Cái này mà là 360 thì là gì? Là cả vòng tròn. Nên chúng ta chú ý nhé, 360 thì là ra cả vòng tròn. Chúng ta cứ đưa xuống đây. Đấy, ra cả vòng tròn. Đó. Chúng ta chú ý một vài cái điểm chú ý thôi, không để cho chúng ta nhớ. Chúng ta nhớ mà chúng ta sẽ áp dụng nó, chúng ta làm cái một số bài khác rồi. Cái bài vẽ ngôi sao, lát nữa nếu có thời gian thì thầy sẽ làm nhé. Còn không thì có thể cho các bạn làm từ về nhà, cũng như thầy sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo cũng rất hay nữa nhé. Đây là phần này, là trong lệnh pen ấy, nó có một lệnh rất quan trọng là cái lệnh là lệnh stem. Ồ, này rất là hay, biết các con biết là lệnh gì không? Là cái lệnh mà đây bây giờ chúng ta biết là in cái thân mình trên trang. Thế bây giờ chúng ta chọn cái hình chúng ta
cho con mèo lên đi nhá, con mèo. Bây giờ ta ta làm gì cho con, cho con mèo nhá, con mèo, mèo nhá. Đã xóa này, cái bút, bút, bút ẩn này nhá, bút tôi tạo ẩn đi nhá, bút này bấm lên là ẩn đi này. Ô nhầm 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 nhầm, mèo đây ẩn, bút chứ, bút thì ẩn đi này, bút tạm thời là xóa đi nhá. Ta chuyển sang cho mèo này, đây mèo nhá, đây mèo. Thì lệnh stem là gì? Lệnh stem là lệnh mà con vật nó sẽ vẽ trên màn hình tại vị trí đó đúng hình của nó luôn. Bấm rồi này, nháy này, đấy là hình của mèo, đấy thấy không? Hay đây là con mèo thật nhá. Còn đây là hình chứ không phải, đây chỉ là cái hình, chỉ là cái gì? Hình vẽ, hình vẽ. Đây là mèo thật nhá, cái chuyển này. Đó. Còn đây là hình này. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có thể bây giờ chúng ta làm cái bài tập vui vui thôi. Bây giờ thầy sẽ vẽ trên màn hình của chúng ta. Thầy vẽ trên màn hình của chúng ta là 10 con mèo ở vị trí ngẫu nhiên. Hướng cũng ngẫu nhiên nhá, làm như sau này. Thầy đây thầy cái hình, cái hay của cái hình của cái lệnh stem là bản thân con vật nó ẩn đi vẫn vẽ được. Thế mới hay, ẩn đi vẫn vẽ được, vẫn vẽ được stem chứ không cần thiết là phải nó hiện ra mới là stem được. Ẩn đi vẫn vẽ được, làm thử nhá. Đây ra chạy chương trình. Đây. Chúng ta mới đây chúng ta cho nó ẩn đi này. Hai. Chúng ta hai cái hình, hai cái này đi nhá. Rồi, hai này. Rồi, bây giờ đầu bài chúng ta là ta vẽ trên màn hình, đầu tiên cho cái hình ảnh cho nó vào pen, ta xóa các hình cũ cho nó khỏi, để cho nó khỏi bị xóa màn hình. Xóa tất cả các hình cũ trên màn hình đi nhá. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử nhá, chúng ta sẽ cho cái vòng lặp việc tìm muốn vẽ trên màn hình là 10 con mèo nhá, như sau. Một con mèo thì làm như sau, thầy sẽ cho nó là nó xuất hiện là go to và một lệnh ngẫu nhiên, dùng lệnh là random position trên màn hình nhá, random. Nhưng nó ẩn đi nhưng vẫn là random được. Thầy ơi, thầy đợi em làm theo đã. Sao? Và thầy cho nó là cho nó xoay. Thầy đợi em làm theo đã. Làm theo ạ, đây. Thầy chọn cho là point direction là hướng, cũng là ngẫu nhiên luôn. Thầy chọn operation và chọn nó là ngẫu nhiên cho nó hay nhé. Đây, chọn nó vào đây. Trái, quay trái. Quay từ 1 cho đến là 360. Đó, ngẫu nhiên luôn. Và lệnh thầy cho được lệnh là lệnh vào pen, cho lệnh là stem. Thì nó sẽ vẽ trên màn hình, nó sẽ vẽ ngẫu nhiên là 10 con mèo ở vị trí là ngẫu nhiên khác nhau, hướng khác nhau nhá. Chạy thử này, thấy không nào, vẽ trên mình là 10 con mèo. 10 con mèo hơi nhiều quá đúng không, thầy sửa chỗ này, thầy sửa chỗ này lại là 5 con nhá, thêm rất đẹp 5 con. Đấy. Bây giờ thầy lại muốn cho nó này 5 con, mà chúng muốn cho nó là có cái hình hình, có cái muốn cho nó là có cái kích thước khác nhau. Thầy vào cái chỗ look, thầy chọn size, set size cho nó nhé, là cái set size này. Đấy. Set size thầy cho nó là cũng ngẫu nhiên luôn, chọn lên đây ngẫu nhiên từ 50 đến 100, 50 đến 100%, 100% là toàn bộ đúng không, để vào đây thì nó sẽ tạo ra là hình con vật đây, nó lung tung đúng không nào, ngẫu nhiên đúng đấy, con cũng mấy con thấy không. Đó, thì bài này là cái bài tiếp theo nhé, là dùng lệnh stem chúng ta vẽ lên rất nhiều con vật mèo trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tổng quát cái bài này lên nhá. B này là B12 nhá, B12 rất đơn giản, em làm có vài lệnh thôi và con vẽ được cái hình con mèo khác nhau ở trên màn hình nhá, thấy chưa. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo một cái bài hay nữa, vì chúng ta không những vẽ được một con mèo mà ta vẽ được nhiều con vật cùng lúc trên màn hình với cái vị trí rất là ngẫu nhiên, rất là hay. Để chúng ta làm như sau nhá, làm bắt chước cái bài này và nó vẫn là dùng lệnh stem thôi nhá. Làm thì chúng ta làm một cái bài mới nhá, chúng ta new bài mới đi, bài này ta new hẳn đi. Bài này con xong chưa? Được rồi nhá, chúng ta new này. Bây giờ chúng ta tạo ra một nhân vật vẫn là mèo thôi. Bây giờ chúng ta đây, bây giờ chúng ta để một con vật là mèo, chúng ta vào đây chúng ta xóa và chúng ta đưa vào đây các hình con vật khác. Để các bạn đưa vào đây là 10 con đây nào, bấm vào đây chọn là animal này, cho con thứ hai là con gấu này nhá, con gấu này, đây con gấu đây, con thứ hai nhá, bấm vào đây chọn con thứ ba, các con chọn cho thầy 10 con vật đi nhá, cánh cam này,
con thứ ba này, đây con bướm này, rồi con thứ tư animal là chọn con khác đây nào, rồi chọn con cua, con cua bên đây là bốn con, chọn con các bạn chọn khoảng 10 con cho hay hay một tí nhé, 10 con chó nhé, chó. Chỗ này nhiều hình con vật lắm, thích đắc nhé, voi. Vì là mấy con rồi, 6-7 con, ta làm 3 con nữa nhé. Voi chưa, voi rồi, hiêu qua cổ cho đẹp, hiêu qua cổ là 8 rồi nhé. Thêm 2 con nữa đi. Ngựa. Và một cuối cùng. Thì con gì bây giờ chẳng hay nhỉ? Rất nhiều con trong này. Chúng mình cụt nhé. Đấy. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta có từ này con nhé, bây giờ vẫn là một nhân vật thôi. Vật này đặt tên là nhân vật, tên là động vật nhé, DV nhé, động vật nhé. Đó, và bây giờ chúng ta cho nó bé lại một chút, bây giờ cho nó nhỏ lại, cho nó khoảng 80 thôi, 80, 70 nhé. Đó, thì đơn giản thôi, bây giờ thầy làm nhé. Thầy sẽ hiển thị cả 10 con trên màn hình và nó ở vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Đó, là như nào, có 10 con vẽ cùng một lúc. Thì chúng ta làm đơn giản thôi. Giống bạn lúc nãy thôi, chúng ta vẽ hình con mèo, bây giờ chúng ta phải di chuyển sang cái chuyển sang các con vật khác thôi, rất đơn giản đúng không? Bây giờ thầy làm bắt đầu này, thầy làm thử dẫn bài này, thầy sẽ vì chúng ta biết con vật này là có 10 cái trang phục mà chúng ta chỉ cần lặp 10 lần thôi là xong đúng không? Chúng ta vào đây này nhé, chúng ta vào pen, chúng ta đặt chế độ là đặt đầu tiên là xóa tất cả hình cũ đi này, rồi và chúng ta lặp này. Chúng ta lặp 10 lần. Được chưa? Lặp 10 lần và sau đó thì sau đó chúng ta mỗi lần chúng ta cho cái nhân đó chuyển động đến một cái vị trí ngẫu nhiên trên màn hình, go to random position. Nhá. Và chúng ta sẽ dùng lệnh pen, chúng ta stamp nó vào. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo. Và cứ như vậy 10 lần thì nó ra là 10 con vật trên màn hình ngay lập tức và vẽ trên màn hình. Con vật đầu tiên gốc chúng ta ẩn đi cho nó khỏi bị thừa, chúng ta vào lúc chúng ta 2 chúng ta giấu đi con vật đầu tiên đây nhá. Vậy là con vật đấy là giấu đi, xóa màn hình này, sau lặp 10 lần di chuyển đến 10 cái trang phục khác nhau, chơi thử nhé. Đấy, ra ngay một cái hình rất đẹp. Và bây giờ chúng ta có thể đưa vào thêm sân khấu cho nó hay nữa nhé. Sân khấu đây, chúng ta chọn một hình sân khấu này hay một tí nhé. Đây. Chọn trong rừng đi, có ảnh trong rừng không? Trong rừng, đề rừng đúng không nhỉ? Đấy, trong rừng, thấy chưa? Và như vậy chúng ta gọi được cầm một cái bài tập là vẽ 10 con vật ngẫu nhiên trong vẽ thoải mái vô tư này. Đấy. Bấm nút là ra một hình vẽ, như vậy là thành họa sĩ luôn đúng không nào? Đó. Đẹp chưa? Nhá. Yeah. Thấy thế nhưng mà nhìn thế là hơi vô lý. Tôi thì đại khái mà bia chưa cần đẹp, bia cô cốt là cho ra đã nhé. Còn để thật hoàn thiện để sang để cái. Mà thầy làm lại cho em xem luôn tí đi thầy. Cái gì cơ? Thầy ấn cò xanh lại cho em xem tí. Ấn cái gì? Ấn cò xanh cho em xem lại tí. Ấn cái gì nhá? Ấn cò xanh này gì? Vâng. Ừ. Nó cái biến thế thì không hợp lý cho lắm. Ừ, thế là chịu vậy. Bây giờ chúng ta bỏ con cua đi, vì đây cứ để cua vào nó không hợp lý thôi. Để con cua vào đây này, cua nó xuống dưới nước mà không hợp lý, con ta bỏ đi, ta thay cái khác là hợp lý ngay, không sao nhá. Đó. Rất đẹp rồi, thế đen là đẹp rồi. Đối với trẻ con, đối với học sinh tiểu học vẽ này là đẹp rồi nhá. Chúng ta có thay đổi theo cách khác tùy các bạn, có thể sáng tạo thêm cái này tùy nhá. Đó là phần tiếp theo, các bạn có thể mở rộng ra, có thể sáng tạo thêm nhé. Vì chúng ta vẽ là con gấu ở trên, là con gấu phải vẽ ở đi trên đất, mặt đất này, con cá nó ở dưới sông thì làm việc khác. Còn bây giờ chúng ta cứ vẽ đấy, hình bài tập chúng ta là bài này là trên màn hình nhé, được chưa?
Đó, như vậy đây là cái bài tập mà áp dụng lệnh STEM. Áp dụng lệnh STEM để chúng ta vẽ ra trên màn hình là N con vật bất kỳ mà chúng ta biết nhé. Để chúng ta ghi cái bài này lại thành cái bài số B13 nhé. Đúng như một số bạn nói là nó vô lý thật. Nhưng mà nó vô lý kệ đó. Cái bài này là cái bài này mình không cần đòi hỏi gì cả, chúng ta cứ làm. Còn các bạn muốn cho thật chặt chẽ, các bạn sẽ phải sáng tạo thêm. Phải đưa vào đây thêm những cái điều kiện khác nhá. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ cùng các con ra, chúng ta sẽ làm thêm một số bài tập nữa hay nữa về STEM. STEM là cái mà nó cho phép chúng ta có thể vẽ được địa hình rất là hay, rất là kỳ ảo. Bây giờ làm thử nhá. Đây, con sẽ cùng với thầy, bây giờ chúng ta sẽ nêu một cái hình nữa mà chúng ta sẽ bắt đầu làm cái một số cái bài tập liên quan đến vẽ nhé. Mà nó, bây giờ thầy xóa cái này đi và thầy sẽ tạo ra một nhân vật mới. Nhân vật mới ở sự thầy vẽ trên thềm màn hình, thầy vào cái lệnh này này, tạo ra nhân vật mà thầy vẽ trên màn hình luôn, thầy pen tự vẽ. Nhưng đây là cái lệnh chỗ này, bấm đây là để chọn một cái nhân vật có sẵn này. Đây là cái lệnh tìm kiếm này, đây là cái lệnh tự vẽ lấy này. Còn đây là cái lệnh là bằng cách là ta tạo cái nhiều sao là cái gì hả thầy? Sao? Cái nhiều sao thầy? Sao là gì thầy? À nó bất gì? Bất kỳ à? Nó ra cái này đấy. Thôi thầy xóa, thầy chọn cái này nhá. Rồi thì bây giờ thử nhá. Thì bây giờ làm như thế này. Bây giờ thầy sẽ làm cho con làm thử cái bài này rất là hay này. Đây, thế bây giờ thầy, cái này là, bây giờ thầy sẽ vẽ cho này một cái hình vuông mà nó là rỗng, hình vuông ở giữa là rỗng. Thầy vào cái chức năng này. Đấy, và đây thầy chọn nó là, chọn cái màu vẽ của nó, là ví dụ thầy vẽ, cái màu nó là màu đỏ như này nhé. Chọn nó là nó, độ dày là 3 này, nhìn này là 2 nhé, và chọn cái màu. Thì trong cái màu này cho phép là chọn cái màu rỗng, là màu này này. Cái này là nút là chọn màu rỗng nhé, nó là màu, nó là transparent, là màu rỗng, là cái màu là nó rỗng không có gì cả, nó không màu, không phải là màu trắng, là màu rỗng. Đúng đây nhé. Đó, đây là màu rỗng. Rồi thầy vẽ đây một cái hình vuông bất kỳ nhé. Thì khi vẽ các bạn bấm phím shift thì nó sẽ thành hình vuông đó. Thì thầy có thể tăng cái độ dài dựng này 4 nhé. Đấy. Bây giờ thầy sẽ đưa cái đỉnh của nó, thầy bấm lên để chọn cái hình đó, thầy đưa cái hình này nó vào. Đề tâm của hình này, chúng ta đưa cái này vào tâm, còn đưa cái góc trái dưới vào tâm nhá, vào chính tâm nó mới hay. Rồi đó, nhưng mà thầy vừa mới tạo ra được một nhân vật như này, và bây giờ thầy sẽ cùng các bạn, ta sẽ biến hóa cái lệnh này, biến hóa cái hình này để vẽ được những hình khác nhau rất đẹp nhé. Mình làm thử nhá, dùng lệnh STEM. Bây thầy tập thử như này. Đây, thầy sẽ vào đây và thầy dùng cái lệnh như này nhé, ở đây nhé. Thì đây thì cho nó lặp lần 4 lần nhé. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta cho cái lệnh là gì, cho cái lệnh là STEM. Và sau đó là xoay nó đi một cái góc, xoay là một góc là 360 chia cho 4. Đấy, xoay cho đúng như nó nhé. Ta vào chỗ này, người ta chọn hình pháp chia 360 chia cho 4. Ở đây chúng ta để 4 ở đây nhé. Thế thì chúng ta làm thèm tổng hóa luôn cho dễ. Thì chọn cái biến là N này, cho nó dễ nhìn nhé. N này. N nhé. Ở đây này. Thế đặt ở chỗ này là N4 này. N4, chỗ này thì dễ chỉnh hơn nhé. Đặt ở trên này nhé. Đó. Và ở đây thì chuyển là đây là lập 4 lần này. 4 này nhé. Và thì chia cho 4 này. Đó. Và trước khi vào chương trình thì chúng ta cho nó lệnh xóa cho nó khỏi ẩn nhé. Chạy thử này, bản thân hình bắt đầu tôi cho ẩn đi, thì không còn hiện cho hình, tôi cho ẩn đi nhé. Ẩn đi ạ, thử kiểm tra nhé. Bấm lên chạy thử này, để nó ra cái hình như này.
nó bị cái này là do thầy để chuẩn nó không chuẩn, bây giờ thầy dạy lại một chút, thầy sửa lại một chút hình này nhá. Nó bị chồng nhau như này là do nó không chuẩn, bây giờ thầy phóng to lên, thầy có sẵn đi. Mà đúng tâm thôi. Rồi chỗ này các bạn chú ý nhé, nó không trùng nhau mới là đúng. Được rồi đấy, vẫn được rồi đấy. Bây giờ thử nhá. Bây giờ thầy thử. Nhưng mà sao phải bỏ cái ra hả thầy? Cái gì cơ? Tại sao phải bỏ cái chữ N ra? Bỏ chữ gì? Bỏ N đây ra đây á. Không hiểu hỏi gì. Bỏ chữ, sao bỏ chữ N ra hay gì? Vậy thầy đang quán để chỉnh cho tâm nó vào đúng chỗ này mà. Đúng chỗ này, thầy đang muốn, như vậy. Thầy đang bị đúng rồi đấy. Vì thầy làm thử nhé, vì thầy tăng cái này lên là 10 này. Chị thầy thử nên ra cái gì này đấy, đặt hình rất đẹp rồi đấy nhé. À, đầu tiên thầy cho nó đỉnh, thầy cho nó chuyển về cái vị trí là 0,0 ban đầu cho nó dễ. 0,0. Chị thử nhé đấy. Thầy đang quan thấy có đẹp chưa? Bây giờ thầy thử tăng này lên là 30. Màu là 30 này. À, thầy cho mỗi một lần như thế là thêm màu, là có một màu khác nhau đi thầy. Mỗi một cái hình vuông ấy không, là một màu khác nhau. Một mộng thôi thấy hay rồi, chẳng cần thiết là nhiều màu khác nhau. Không, cái này thì không được màu được. Cái này là stem mà. Stem cho nên là vẫn là một nhân thôi, không cần màu. Vâng, tưởng hay. Đây là stem. Cái hình vuông ấy thầy. Thì thầy cho hai cái cạnh bên trên. Cạnh trên và cạnh phải. Mô tả các bạn là cái lệnh này, cái bài này là bài mà trong cuộc thi rất nhiều người, rất nhiều thầy giáo ra để bài giống như thế này, nó ná như này. Ta dùng lại stem, ta vẽ cái hình trong suốt như thế này. Trong suốt như thế này và chúng ta dùng cái lệnh stem để chúng ta vẽ cho nó xoay và chúng ta vẽ hình khác nhau. Đây là một ví dụ nhé. Chúng ta có thể thay cái này bằng hình khác, rất đẹp. Đó. Nhé, đây là một hình nhé. Chúng ta tăng cái N, thay đổi cái N lên, thay đổi cái gì khác nhau. Chúng ta tăng N lên là 50 chẳng hạn. Chúng ta xem cái trang nó ra cái hình gì nhé. Thấy chưa? Được một hình rất đẹp. Vẽ N đa dạng khác nhau, cho nó ra những hình vẽ khác nhau. Đó, các bạn chú ý nhé. Đấy. Đây là hình vuông. Bây giờ chúng ta ghi cái bài này lại thành bài hôm nay. Đây là bài số mấy? Đây là bài số B14. Và chúng ta biết các bạn cùng với thầy sửa lại cái bài này. Không phải là hình vuông mà là hình tròn là như thế nào nhé. Rồi, với bài này, hình vẽ như này thôi, mà chúng ta sửa cái hình này, không phải là hình vuông, ta sửa hình tròn. À, mình ta sửa nhé. Mà chúng ta xóa cái này đi. Xóa đi, chúng ta vẽ hình tròn. Đây này, hình tròn đấy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ hình tròn. Thì cũng như vậy, hình vuông chúng ta bấm phím shift, thì chúng ta vẽ hình tròn, bất kỳ. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ di chuyển làm sao cho nó cái hình tròn này nó ở đây này. Đó, sao cho nó ở chỗ này. Đó. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem hình này, vẫn là hình này nhé, xem nó vẽ như nào nhé. Đây này. Thấy chưa? Thế hình đẹp chưa nào? Bây giờ ta sửa cái này lại nhỏ đi một tí nhé, mình sửa lại 20 cho nó ra hình như thế nào. 20. Đấy. Bây giờ sửa lại thành 10 này. 10 này. 10. Thấy chưa? Vậy là được rất nhiều khác nhau, người ta sửa thành 5 thôi. Ra cái hình gì? Ta cứ muốn ta thay đổi cái N đi là ta được đa dạng cái hình khác nhau, các bạn thấy không nào? Đấy, hình 5 các bạn thấy này. Được chưa? Đó. Còn có thấy hay không nào? Thấy hay không? Bạn nào thấy hay không? Như vậy là cái bài như này là cái bài mà từ một bài tập các con có thể vẽ được rất nhiều hình khác nhau. Yeah. Con có thể cho nó mang các con có thể biến đổi đi một chút, sửa đi một chút, vẽ hình khác nhau, chúng ta sẽ ra những hình khác nhau nữa. Được chưa? Ví dụ bây giờ bài này, bây giờ thầy không để là một hình tròn, để hai hình tròn được không? Được. Bây giờ thầy sẽ sửa cái này đi, sửa cho nó nhỏ lại đi. Rồi chúng ta đưa nó vào này, chúng ta tạo hình tròn thứ hai, nhé. Tôi để nó như nào chưa? Thế để cái hình này. Bố vào đây này. Chọn này. Chúng ta đưa nó vào đây.
thẳng hàng nhé. Thẳng hàng đây là tâm đây này, tâm của hình đây là thẳng hàng, ba là thẳng hàng nhé. Đó, chạy thử nhá. Chân sang hình như nào. Đấy, biết thầy cho tăng này. À, tăng này lên là 10 cho nó sang hình như nào. Hay chưa nào? Biết thầy tăng chỗ này lên là 50 nhé. Hay chưa? Chúng là được rất nhiều hình hay từ bạn các bạn. Hay thế này ạ. Hình nào đẹp thì các bạn về nhà các bạn có thể sáng tạo ra nhé. Đây là hình, đây giờ hay giống hình thành cái lốp xe chưa? À, chúng ta có thể dùng này chúng ta mô tả một cái lốp xe. Khác đi một chút thôi nhé, đúng không nào? Em làm được mấy cái hình hay đẹp không thầy ạ? Nhiều màu nữa. Chúng ta có thể đổi màu này rồi đổi không phải chỉ hình một hình tròn mà hai hình tròn, ba hình tròn, hình tròn và hình vuông lòng nhau, hình tròn và hình vuông, hình vuông và hình tròn, hình vuông và hình đa giác. Cứ như vậy con có thể biến đổi đi, biến đổi lại được rất nhiều hình khác nhau. Được chưa? Tất cả là cùng một cái bài này, cùng cái bài này thôi, cùng cái gốc của cái bài như này nhé. Đó, thì chúng ta có thể vẽ được rất nhiều hình khác nữa. Hình này là quá đẹp luôn. Được chưa? Con đã hiểu chưa? Nhé. Dạ, thầy ơi, nếu với cách vẽ này thì đối với những hình ngũ giác, lục giác là mình làm không được bằng cách này hả thầy? Được, các bạn thử thôi, mình không rõ bản thân thầy cũng không biết hết các lệnh đâu. Thầy cũng chỉ biết vài hình thôi, con có thể cái này con có thể hoàn toàn về nhà con có thể tự sáng tạo ra những hình riêng của riêng mình, tự làm cho riêng mình. Ý em hỏi là có thể tạo hình ngũ giác không ấy? Ngũ giác dạ, giống như hồi nãy ở trong vẽ em chỉ thấy vẽ được hình tròn, hình vuông với hình chữ nhật thôi, không thấy hình ngũ giác. Vậy nếu có ngũ giác với lục giác thì mình có thể làm tem giống vậy không á? Được chứ, làm được chứ. Chúng ta có thể làm với hình ở bên ngoài ta đưa vào được nhé, hoàn toàn các bạn có thể vẽ hình ở bên ngoài và đưa vào được. Ví dụ nhé, thầy vẽ cùng các bạn làm thầy thử nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ trên, thầy vẽ một cái hình ở trên đây, bây giờ thử cho cùng các bạn cho nó vui nhé. Thầy sẽ vẽ trên PowerPoint nhé. Được, thầy cho mình bánh nói thầy có PowerPoint không nhỉ? Hay là Word cũng được, thì mở Word thôi nhé. Word đâu? Đây là Word, đây là PowerPoint này nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình ngũ giác đều ở trên hình và thầy đưa vào trong cái bài tập này nhé. Đây là thử cho con cầm cái bài đơn giản. Ta có thể đưa hình từ bên ngoài vào. Bên ngoài vào. Đây. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ này và chúng ta sẽ vẽ đây. Đây đúng không nào? Đây đúng không? Chúng ta tạo ra một hình như thế này. Đấy. Bây giờ thầy sẽ cho nó thầy cho nó đậm như này. Nghe nhá. Đó. Nhưng mà cái này rất khó đưa vào, chúng ta sẽ phải dùng cái phần mềm chúng ta là lưu vào máy xong đó tạo một sprite mới bằng cách chép vào thôi mà. Đúng, chúng ta ghi cái này vào, chúng ta capture màn hình lại, chúng ta đưa cái này vào trong máy tính, chúng ta copy cái này vào trong máy của chúng ta. Đây, bây giờ thầy đưa nó vào cái bài hôm nay là bài số 7 đúng không? Thầy đưa vào cái bài này là hình H1 vào đây nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ đưa vào đây nhé. Thầy Ê, nhưng mà có một vấn đề thầy ạ. Vấn đề gì? Bởi vì là khi mà thầy vừa làm như thế thì mấy cái phần bên ngoài không phải cái hình đấy mà phần bên ngoài nó sẽ bị vào theo. Thầy bây giờ cùng thì cần cái phần bên ngoài nó khác màu mà cho vào đây là coi như là cả cái hình ấy bị hỏng luôn. Thầy thử nhá. Đây, bây giờ thầy đây. Đây là upload một cái file đúng không? Đúng không? Vâng. Đây, download một sprite à? Một cái file. Vâng, thầy đúng rồi, thầy ấn đấy. Em hay làm thế lắm. Em hay làm cái gì? Làm bây giờ thầy. Lúc ấy thầy lưu ở đâu ấy? Lúc ấy thầy lưu ở đâu? Đây, vào đây. Đây, đấy thầy open. Nhá. Ở đây này, nó bị trắng nhá. Bây giờ thầy sẽ cho nó trong suốt trở lại. Nhá. Đó chính là cái vấn đề. Thầy bấm vào đây này. Thầy bấm vào cái phim này. Phim nhá. Và ta chọn cái phim là chọn cái màu phim là phim gì là trong suốt. Bấm vào đây trong suốt nhá, bấm vào đây này, trong suốt chưa? Trong suốt rồi đấy,
đấy, biến lên trong suốt rồi đấy. Và bây giờ chúng ta có thể đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể sửa cho nó nhỏ lại chứ để là 60 chẳng hạn. Đó, trong suốt nhá. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ ví dụ bài này nhá, thầy sẽ dịch chuyển. Bấm nhầm. Thầy sẽ phải chuyển sang vector đúng không? Và thầy chọn. Đúng rồi. Giờ 2 chân nữa là coi như thua nha. Rồi thầy chuyển. Đây, đây đúng không? Ví dụ thầy ở đây nhá. Đó. Và thầy xóa con mèo đi và thầy thử lại cái chỉ lúc nãy nhá. Cho nó nhỏ đi tí đi, thầy vẫn to quá, cho nó nhỏ lại, chỗ này là còn là 60 thôi. Rồi nhá. Hoa ngu rồi. Tâm nó đây à? Nó ở đây nhá. Thầy là thử nhá. Đây thầy thử gọi xem này. Đây. Đầu tiên cho nó vào gì? Đầu tiên là cho nó go to vào 00 cái này. Go to vào 00 nhá. 0 này. 0 này. 0 nhá. À, thầy chọn ra cái biến nhớ là n đi. N nhá, n. Nhá, yeah, n. Đấy. Thầy set cái n này là 5 đi nhá. Đấy. Và sau đó là thầy làm cái lệnh như sau, lệnh là repeat. Đây. Repeat là n lần đúng không? Lệnh làm đúng không? Đó. N lần và một lần như vậy thì stem. In ra màn hình stem. Sau đó là xoay. Xoay trái. Sau 2 là con chó lần thứ 2. Xoay chó sữa. Xoay trái. Một góc là bao nhiêu? Một góc là phép chia đây, phép chia là 360 360 chia cho n. N này đúng không nào? Ban đầu thầy cho cái hình kia, thầy cho ẩn đi, hình gốc thầy ẩn đi. 1 2 3 ai chắc tiếp làm chó. Đó. Thử nhá, xem ra hình nào nào. Đấy, hình này. Cô đẹp chưa nào? Cô đẹp rồi đấy nhá. Bây giờ thầy tăng lên này, tăng là 10 này, xem ra cái hình gì? 10 này. Tàu hoa làm chó. Tàu hoa là con chó 3 lần, chứng tỏ tàu hoa là con chó. 15 lần này. Được chưa? Đó. Nhưng các bạn thấy là nó, ta dùng những hình khác nhau, chúng ta có thể đưa từ vẽ từ bên ngoài vào, đưa nó vào và ta chạy như bình thường được. Các bạn có thấy không nào? Trong hình của chúng ta thì nó không hỗ trợ cho, trong chương trình chúng ta nó không hỗ trợ cho vẽ cái hình ngũ giác đều hay là lục giác đều, chúng ta có thể vẽ bên ngoài, vẽ từ po quanh những cái từ buộc chúng ta đưa vào như này nhé. Đó, thì đây là cái bài mà chúng ta sẽ ghi lại với cái bài với cái tên là B16 nhé. Hôm nay chúng ta làm khá nhiều bài được chưa? Ôi hết bây giờ mất rồi. Như vậy là hôm nay chúng ta học cái bài về vẽ. Thầy em về trước nha. Về vẽ nhá. Rồi thì các con hôm nay thầy có rất là bận tập ở nhà, con sẽ làm nhá. Như vậy là cái bài vẽ ngũ đề không sao, vẽ lá cờ, vẽ ngôi sao chúng ta sẽ làm sau nhá. Đây là buổi khác nhá. Các con về nhà làm bài đi, làm bài đó nhá. Thì cái việc vẽ là cái việc mà lệnh cái bài tập vẽ là bao giờ cũng có. Rất nhiều bài tập liên quan đến vẽ thì con sẽ phải học. Đây, hôm nay thầy chỉ giới thiệu sơ qua những cái lệnh cơ bản nhất thôi và một vài cái cách mà chúng ta vẽ một vài thứ thôi. Còn đi sâu vào việc vẽ là cũng rất phức tạp lắm. Rất phức tạp nên là để vẽ hình thật đẹp, rất cẩn thận, chúng ta phải học thêm nhiều nữa, nhất là kiến thức về toán. Vì vẽ hình là nó liên quan đến toán rất là nhiều. Hình học đấy, vẽ hình thật đẹp là chúng ta phải học rất là nhiều. Vẽ một cái cây, vẽ một cái bông hoa như là đúng, vẽ cái bông như bông hoa hồng chẳng hạn, hay là vẽ những cái hình thật đẹp, hình quả chám hay là cái hình gì đó, thì chúng ta phải học thêm nhiều hơn nữa. Nhưng mà hôm nay là thầy chỉ nói các con một vài cái cơ bản nhất để cho chúng ta hiểu nhé. Có ai hỏi gì nữa không nào? Bạn có hỏi gì không? À hôm trước cái bài mà chạy thi ấy, một số bạn làm rất tốt, rất đúng, nhưng mà một số bạn làm sai như này này. Sai là các bạn là làm sai là các bạn là
có hai người chạy thi nhé, thì người đầu tiên chạy đến trước, trọng tài đã tuyên bố ngay rồi là không được, trọng tài kêu dừng lại là không được, phải để cho hai người chạy sau đến nơi đã thì trọng tài mới bắt đầu hô là ai đúng, ai thắng ai thua, chứ các bạn mà cho dừng chương trình trước khi mà người thứ hai chạy đến là sai. Nhất là phải chờ cho người nhất chạy đến rồi, người thứ hai chạy đến rồi thì lúc giờ trọng tài mới ra lệnh, trọng tài mới dừng, mới thông báo là ai đúng, ai thắng, ai thua, và trọng tài mới cho dừng chương trình thì mới đúng. Một số bạn làm sai nhé, về nhà sửa lại nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thế mình đâu ấy nhỉ? Chúng ta nghỉ nhé. Vâng. Con chào thầy. Chào các bạn. Con chào thầy ạ. Con. Con chào thầy ạ. Chào. Con chào thầy. Con chào thầy ạ.